Em chào các bác. Nay em gỡ ra được ít cái hoàng thảo đùi gà. Đây em còn cái giò này này. Giò này em ghép vào trong cái gỗ lũa nhưng mà cái cũng nên phết. Bác nào lấy cả hai chậu này em tính 150 các bạn. Nhưng mà cái này em gỡ ra em gửi thôi. Không cái cục gỗ nặng lắm không ạ? Gỡ về ra các bác ghép lại được. Hoàng thảo đùi gà này thì nếu mà các bác treo lắng 100% thì nó sẽ không bị chết. Còn nếu mà các bác để trong dâm hoặc là độ ẩm nó cao thì thường thường là cây đùi gà này sẽ chết. Này em có hai khóm. Đây hai khóm này em bán 150 này. Đấy còn lại là còn lại trong này thì em có trong này em còn hai khóm nữa thì bán rẻ hơn có 100 thôi. Đấy. Đấy trong này thì trong này còn hai khóm nhỏ thì em bán 100. Đây các bác. Đây. Hai khóm nhỏ này thì em tính 100.000. Đây khóm này. Đây khóm này. Đấy, cái này thì nó hơi xấu hơn. Cái này em gỡ ra gửi thôi. 100.000 thì em tặng các bác luôn cái giỏ đùi gà trên này nữa là 3. Đấy. Đấy. Là em bán là 100. Còn đây là xích ngọc trắng. Xích ngọc trắng thì 100 một thân các bác nhé. Đây khóm 2 thân mầm như này là 200. Đấy xích ngọc hôm nay em có thêm cả kiếm đài em thanh lý nữa. À đây có 2 chậu phi điệp này 100.000 này. Đấy 2 chậu kỳ phi điệp này 100. Đây 1 chậu phi điệp mới ghép tổ quạ. Còn 1 chậu trầm. Đấy, chỉ có 100 là 2 chậu này các bác nhé. Đấy, đấy là một số mặt hàng thanh lý bên em bán. Kiếm đài này thì thanh lý là kiếm đài các bác lấy cả lô này là có 3, 5, 7, 9, 10, 1, 13. Có 14 chậu, em lấy 1 triệu tròn. Đấy, về các bác sổ số, 1 triệu thôi ạ. Nhớ bác nhé, 1 triệu tròn. Đấy là kiếm đài. Còn đây là kiếm thái. Đấy, kiếm thái này thì 100 một chậu này. Các bác lấy từ 10 chậu em sẽ tính 800.000. Đấy 10 chậu em sẽ tính 800. Đây là kiếm lô hội Thái Lai với Tiên Vũ Thái. Chả biết nó ra cái gì không nhưng mà đấy em thanh lý. Đấy bên nhà em bây giờ còn mấy chậu vàng Thái lá sần đây còn 2 chậu này. Chậu này thân to này em bán là 200. Đấy. Chậu này một mẹ một hai thân già, một thân tơ này là em bán là 200. Còn chậu này ba thân già này, một thân tơ là thôi tính 300 thôi các bác nhé. Đấy thanh lý 300 với 200. Đấy, hai cái này thì nó rất to lá nhưng mà lá nó sần. Đây các bạn, nó sần nên giá nó rẻ thôi các bạn. Đấy. Đấy còn một số mặt hàng em cũng thanh lý như là cũng thanh lý vãn rồi, còn em chỉ còn mấy cái đấy đấy, thanh lý vãn rồi còn bây giờ em chỉ còn cây kiếm thủy trơn cánh bầu gieo hạt. Thủy trơn cánh bầu gieo hạt em bán là 50.000 một cốc một chậu này. Đấy, cái này em nuôi cũng được khá lâu và lớn phết rồi. Đấy sử dụng vỏ thông nhập khẩu và rêu sâu. Cát này thì em thanh lý này. Cát thì bán rẻ thôi, 100 một chậu các bác. Cát sổ dễ ra nhiều lắm rồi. Toàn bộ hệ thống cát sổ nha em đây. Đấy. Đây là cát sổ. Còn đây có một cái kiếm gieo hạt này. Mầm sáng các bác. Mầm sáng trắng, sáng tinh luôn đấy. Cái này là chắc chắn là đột biến rồi. Các bác nhìn thấy không? Chậu này 100. Đấy cái kiếm gieo hạt 100. Đấy. Đây là một số mặt hàng này em thanh lý, còn ngoài ra thì mặt hàng em vẫn đầy đủ gồm có tuyết ngọc. Tuyết ngọc thì vẫn là 600 một thân. Đây. Tuyết ngọc 600 một thân. Và một mẹ một con là 700. Đây mặt hoa tuyết ngọc các bác này. Đấy, tuyết ngọc đây các bác nhé. Đấy, rất nhiều thân luôn. Còn đây trí sần này là 10 triệu. Đây là 10 triệu. Còn kiếm trắng Điện Biên thì em bán là 3 triệu một củ đây. Một củ trắng Điện Biên thì là 3 triệu này. Đây. 3 triệu một củ kiếm trắng Điện Biên. Các bác nhìn thấy kiếm trắng Điện Biên lá to. Đây. Lá to ngang bằng cây vị hoàng. Đấy thân nó to ngang bằng cây vị hoàng luôn các bác nhìn này. Đấy. Chưa cái nó là thân thủ của lô hội nhưng mà to nhất trong các loại
đồ hội nó đứng đầu bảng đấy, giá rất đắt, 3 triệu một củ các bạn. Đây thân này tơ, 3 triệu một củ tơ. Còn đây là cây biên mỏ vẹt mỏ sáo đây. Đấy, cái này em bán là 700 một thân, nó mới nhú mầm ra rồi. Còn cây bé hơn là 650. Đấy. Còn đây là lan kiếm tiểu giang. Đấy, lan kiếm tiểu giang này các bạn này. Nó thuộc dòng lô hội và nó hoa của nó cũng nhiều chấm 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 chấm, buồn cười lắm. Cái này 2 triệu rưỡi một củ này. Đấy, đang hoa luôn. Còn xanh thái thì em vẫn bán 600. Đấy, xanh thái thì vẫn 600. Đây có 3 chậu kiếm lai. Đấy. 3 chậu kiếm lai của Thái. Bác nào lấy cả 3 chậu này thì em thanh lý là 200.000 các bác nhá. 200.000 là được 3 chậu kiếm lai của Thái. Đấy. Đấy là một số mặt hàng thanh lý của bên em. Còn bên này là một chậu kiếm lô hội nguyên bản này. Chậu lô hội nguyên bản này thì em bán 50.000. Đấy. Nhưng mà tiền cước chắc cũng phải tầm 50-60.000. Nếu các bác lấy em chuyển phát chậm cho. Đấy, còn đây chuối ngọc này, 600 một thân này, nhiều lắm. Chuối ngọc này còn rất nhiều. Vị hoàng sần là 700 một thân. Cát sổ đây, cát sổ này nhiều. Đây có một cây kiếm trắng tiên nữ Hưng Yên, chỉ có một mẹ một con duy nhất này. 300.000 thôi các bạn. Đấy, chỉ có 300.000. Đấy, còn lại là vị hoàng sần. Đấy, vật tư và đồ ngâm rượu thì em vẫn cung cấp đầy đủ các bác nhé. Vẫn có mắc mật này, mắc mật khô 200, đinh năng là 400, hạt thủ ô là 200, tam thất loại 60 củ một cân, 6 củ một lạng ấy, nó em bán là 800. Còn loại 50 củ một 55 củ một nặng thì em bán là 900. Đấy, còn chuối hột rừng là 100. Chuối rừng 100, còn cái mật ong khoái này 350 một lít. Đấy. Còn các loại vật tư như là lưới nhật 130 một tấm. Kể cả lưới lạnh nhưng nó chỉ vá một vài tấm thôi, 130 thôi các bác nhé. Rất là rẻ thôi. 130 một tấm lưới nhật khổ 1,8 x 5m1. Và lưới nhật đen đấy nữa. Lưới nhật đen 130 một tấm. Trong này là trụ giớn này, trụ giớn em thanh lý là 9.000 một cái này. Đấy. Còn đây là lưới đài em bán là 6.000 một mét, khổ 4m. Còn khổ 6m nên là 90.000. Nghĩa là các bác mua 1 mét là được 6m2. À được 6m2 đúng không? Đây còn đây mấy đồ ngâm rượu. Tớ cảm ơn các bác.